Minh Hằng bất ngờ được mừng sinh nhật sớm cùng Isaac và Vũ Cát Tường. Trong một sự kiện diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 6, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ cùng đông đảo giới truyền thông, Minh Hằng bất ngờ được mừng sinh nhật sớm ngay trên sân khấu. Vì ngày mai nữ ca sĩ mới chính thức bước sang tuổi mới nên cô khá bất ngờ và không giấu được xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình. Đặc biệt sự chúc mừng từ hai người đồng nghiệp thân thiết Isaac và Vũ Cát Tường càng khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Vừa qua, Minh Hằng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Em Xin Anh sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua V-pop. Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất trong MV mà cô còn khiến nhiều khán giả bất ngờ về giọng hát ngày một hoàn thiện của mình. Liên tục ra mắt với hàng loạt dự án mới, năm 2018 hứa hẹn là thời gian Minh Hằng trở lại khuấy đảo showbiz Việt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!